bạn khi nhóm bạn xong cổ rộp chế đếp xua bạn xa chế thầm mây bạn đóng tiết bạn đói thế ngày đi khi nhóm bạn thua tầm ná một căn khách xìm riếp bạn hay khi nhóm bạn thua tầm ná một căn phu muối đây là chế phu rồi bỏ họ chế thật khăn chế đồn muối bổ tạ để coi tao luôn nấu cái nông phu đi bạn phu mấy đếp ổn nó phu mật một đồ bấy phu một đồ bấy bà khúm khúm phò cám sọc ซีมเรียบไทซีมเรียบบ่าบ่าบ่าខ្ញុំធ្វើដំណើរមកនេះជាលើកទី2ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកកាន់ផ្ទះលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់មានទូនាទីដែលចិញ្ចឹមចៅចិញ្ចឹមកូនដែលមានជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងដោយគ្មានមិនមានទីពឹងទេបាទហើយមុខរបរគាត់ដែលគាត់ជាអ្នកលក់ចាប់ហួយ bà đại bộ con ban phải chậm nồi mình tay mình tuôn cá luộc mà ngay còn luộc ban mà mơn rồi có pì mơn chẳng hay chút ăn chậm nén phong bà lời chia cà phê đi khi nhóm ban chia châu mò xua sập tục lục dây tích năng ngày hay năng nom cho thạm cá rồi bò ông ri bà hay năng sập rồi chôn xem dây tiết đại là mong chỉ với bò tạ nhóm bà nằm bây giờ một chun lục dây còn là ban đọt to lên tiền tua chẳng ấy chúng là phục mai ông ôn xôm cho từ mưa sang cả phiêu lục dây từ ngọc nia ta còn phong thua ở đây bà hai cái nhóm số sập tục quạt chẳng đấy bà chẳng là xôm chơi bà ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះក្រោយពីលោកយាយគាត់បានហូបនៅមីឆុងមួយចានដល់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកសួរនាំពីសុខទុក្ខលោកយាយតិចដើម្បីឲ្យចែកជូនជាតំណឹងដើម្បីឲ្យជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្ដាប់បាទអញ្ចឹងឲ្យជម្រាបសួរលោកយាយបាទបាទលោកយាយ អាចជម្រាបឈ្មោះម្ដងទៀតថាលោកយាយឈ្មោះអីដែរលោកយាយឈ្មោះមាសសរុនបាទដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបានសួរនាំលោកយាយម្ដងហើយដែលគាត់មានអាយុ86ឆ្នាំបាទដែលគាត់រស់នៅភូមិមណ្ឌលបីឃុំស្លោក្រាមស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទដោយបាទដែលពួកខ្ញុំមកនេះគឺនាំយកនៅអំណោយឧបត្ថម្ភ របស់សប្បុរសជនយើងដែលគ្រប់ពួកគាត់នៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីយកមកជូនទៅដល់លោកយាយទូចដែលគាត់មានបញ្ជូនប៉ែ86ឆ្នាំហើយជាលក្ខណៈនោះខ្ញុំក៏បានចូលមកលេងលោកយាយមានសរុនដើម្បីឲ្យសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយនឹងនាំយកនៅថាវិការរបស់សប្បុរសជនខ្លះៗដើម្បីយកមកជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយជីវភាពបានមួយពេលមួយពេលចឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកយាយសុខសប្បាយជាទេលោកយាយ ចាប់បានដួលអុកដួលអីហ្នឹងច្រើនដងមួយរោគក្បាលហ្នឹងសើដែរហ្នឹងចឹងសោកឈួរទេខ្ញុំមិនយល់ធ្វើអីក៏មិនកើតនំខ្លែងបាទចឹងហើយចុះកូនលោកយាយមានបាយអីលោកយាយថាគាត់ឈឺគាត់អីគាត់ទូត្រាខ្លះលោកយាយបានទូតិចទេគាត់ថាបាយបោះពេញបាទតែប៉ុណ្ណោះដើរទូតទូខ្លែងអីទេ ใส่ซาเกลือโตลอ๋อนะหมูบ่าติ๊กอาจารย์จําได้การลูกโดวิ่งไปได้เลยยายลูกได้จ้ะได้ไงนะอดเท่าได้ท้องไงนี่อดดัดบ้านอยากกินกระป๋องมันจังอยากกินกระป๋องจะได้มานเลย
chỉ đánh pi rồi ban buôn rồi hay lục dây à bên tại lục dây là tinh ngày ban vô mà luôn chắn lục dây là tinh luôn ai hay được kia giờ mọi đâu tiền thì đào mũi mà bán cái vô ở đó thì hết đào luôn cái sống dùng tinh thủng mũi ô tinh dịch mục máu vô mà dạ. Tinh chỉ cõng lên được chứ gì? Ọt đấy, chỉ ọt bụi đờ nó. Đờ dùa mà chất đông với đông quan quan na đây là như là can là mệt. Đông thì dùng mọi đờ xe. Ồ, thì dùng mọi đờ xe. Thì tinh mà này bán xà xà thế. Mà này bán xà tinh tinh lắm. Bà. Chúng ta miền cái tàu chứ, cái cục tàu tàu. Bà. Ọt đấy, dịch năng thằng bụng. Bà. Tinh tinh mở dọc. Chẳng còn tôi miết cái quay dây đầm bây giờ xua non từ can lục giấy tôm chơi mà đấy đôi thủng ngáp đó là cái nhà toàn cái dùng mấy trao bông mà dùng mấy toàn khổ thế này ớt sầu sầu khôn xong mà chia sẻ từ lòng máy bông còn trong đại cùng nhau và cùng chia sẻ từ khó và màu nấy màu chung mùi bằng vốt bằng tạ hay cùng non nó có từ cái lục giấy tôi hay có từ cái lục giấy print hai cái tên kia hả ông soi và tại đời xa tại nick cứ có tờ miền ca chạy rùm lý khắc và tại chạy rùm lý thải ca môi chùm này vô mà chung đó là lột dây mì xa run chẳng hả và hãy mình đang thả bóng vút bóng tạ có tờ vô thải ca mà bị ông phụ mình khẳng nào thế còn vô mà chạy chung đó là lột dây và chẳng chăm có tiếp rộp một hợp lập bê cơ rồi hay ở vậy để chia ở vậy để chia bị sạch nó cứ đôi thà bàn chỉ mau hai có khơi nhờ lục dây còn nở lửa đầy kê hai có còn nở tại mình ai đi mà thấy miền côn nửa thằng miền côn mũi thiết đã lửa giấy rồi chứ ăn khơi côn nơi chỉ mũi nông còn nát mặt hết đỡ ăn nắng mà chúng ta gói chị được phèn ồ chị được phèn này chống lửa thà snow thật đôi bị sạch sạch phong ấy phong này xua ra ủng cộng lắm. Ồ, còn xây xa khó hay tôi chỉ được biết nệm nệm ái nhắn tình về nhỉ. Nhóm thì con là dụng bán hay được gì? Năm chút là dụng là 2 chiếc đấy. Đấy, con là dụng 2 chiếc đấy chẳng? Dạ. À, con ông là dụng 8 mùi. Dạ. Con là dụng 2 chiếc, vân tay xây xa chẳng đấy. Vâng, 2 mùi là 2 con. Chất tích tư phình với lệ nạp lệ này. Ồ, chúng ta đâm bài đâm tự ấy rồi còn đâm mặt cờ thì nó đâm cuốn chào các bạn đâm cuốn về mang ồ đâm cuốn ai ồ chẳng bên đây là nơi chỉ mũi cuốn nơi chỉ mũi đây tá ở đây ở nơi chỉ mũi ở nơi chỉ mũi vậy nông phần khối ồ nông nông chăm tè ơi từ ban nông bình bình lại ồ nơi chăm tè rồi tè đầu trên nông chăm tè ơi tè và ô bong prom nè nắng còn nơi chăm tiêu ở kia đây nè và nè ngay vậy cứ ở miền tây chơi ăn tết phụ mai bong ôn ở chiều thom nắng còn đặt hà miền chất anh đặt đồ chuẩn chặt chơi ở đây quạt ở miền nè tì phưng chẳng ở phụ nhom ba ấy cứ ngầm vô thải ca khắc khắc đại phụ mai bong ôn được cao vật tê chạy chuẩn chặt chơi ở chẳng ở chạy chun từ khang na đây từ khang na đây Australia từ lừa bóng vót bóng tạ rồi nâng nhom ấy nè rum lệ thải cá nâng chạy chun quật mình to chẳng mình tịnh mình túi chứ phục quật ở miền côn trai đôi khi đây và ruột nữ của ruột nữ lượn đây kia đây và bón dương một cất thà như trong tới mình cất thà từ lừa bục cô mẹ na đi ao vậy nó với dương đọ vô một phơi này cả bàn này và thà cất thà riêng thợ bón á vậy này hay mình chăm bà tháo cô để chun bục cô kho chẳng cô tại vô được thương một con kho thế bạn vô đó ở chui một con có bán đây đời xa tại một con có cô quật ở hoặc cô nó trả gặp bọn cô được thế phục nhóm của mình càng là từ sâu tới rồi phần tái ạ đó bàn trả ơn tế lựa giấy và tôi thả ô tê ho thả một thay phía rối được nhóm đó bàn đập phía phía rối đi nó lựa giấy thì chúng mình bọn con đó đập phía rối đi mình hiện đó phân quật trả ơn tế của hồng chả chúng nuôi mà chả tiền nó còn thử bọn thực hàng đập trả ơn cái thực bon dùng mấy lục dây thì tay ở dạp phục nhom để miên chất khơi lục dây miên chất ăn là tạt sâu lục dây đôi khía cốt sầm rạch thôi cá đỏ và đỏ chấm nuôi vô màu là ngày
chẳng là ôn tạm miền biển bây giờ là mấy số sập tục là giấy con sập chơi bà nhưng mà hiện nay đầu số đấy một bọn tụ hội ở hay hay nắng ấy hay ở miền này đầu số đấy và tụ tục tốt lắm bàn bố thầy tụ tụ tục tốt lắm tụ nón con hai ở hay bà cho nên nhung miền biển bây giờ thì lo bom nón chúng nuôi đã bom mày câu bật nhà mọi nhóm tụ nón lục giấy bà giấy đồ ăn giấy rồi chứ bò ngày su ở này nè, mình su thì và su đại đại luôn, bà mình chăng này bò, bà chăng lục giấy để sao phụ nhôm thử đào máu của nhà từ can tre lục giấy túi chứ nè, chăng là chỉ trong cái đó đi nhôm mà có ban nòm dọc nơi ẩm nồi ôm thom để chìm chỉ tất prạ chấm luôn đọc bơn tiên là chỉ là bò ẩm ri bà ông ri đại quan ở luôn nơi ở xã đoàn ri đại quan nhà tham gia tam dạ bom pro một sầm ol máu đầm bây giờ chạy chun chả cha hay bom một sầm ol các bạn nhà tham gia tổng ol đi cho mọi nhóm đầm bây giờ nhóm vừa cái cá ní chứ lục giấy bạn chắc là nhóm các bạn tham gia ông ri đọc mơ đi chun từ lục giấy phong đây bà chắc là lục giấy xong từ tua vô sân bà từ tua vô sân bà hay đang là bốn tạ miên tạ cây còn to thì phục mai ông bốn hay là nhóm của ban tụ ban tham ca thì bọn mai cố tụ ban thì sau đó trốn vào đâu hàng sài gòn am rách bà hay có các ban nhà tam bọn mai cố gặp nhà ở tam phụ nhóm hay gặp nhóm ban tụ hái hay ti muối từ bọn khuôn lớn đại có nhà mà học sập lá ở chai trôn cha chở đi mình nhận chấm nôn mình nhận buôn mớn nhận đọc lá mà buôn mớn mà không mà cứu xá hay là mình văn nhà mà sai sập lá hay cọt ao ở đứt nía mình nhận buôn mớn đứt nía buôn cứu xá và hay lâu nhưng cọt đo thạ bạc ca tiền lục phú hay là nhận mính chuồn lục giấy ban mà hay lá đây và biết thực rắc chuồn lục dây mà hay lá đây mà đang vòng bảy mớn có ba vì bà chân lục dây xong tua vô lục dây bà cho bọn tôi miền thành ca thằng na đá bọn đã bơi chu lục dây chiều thom nắng nhau mà còn no mà chấm nuôi ở vô sập rọ chuẩn thì muốn tới phù hợp nhằm đọt thải ca vì vật một đạch và để có sáng vật một đạch căn lên nhằm tuần ấy cứ nhằm tập ban an chung một đòn hái thang còn lâu vì vật một đạch nữa vì nó sau pi rồi một thay và là sau khi rồi mà thấy tài kiếm tiền mà xin tiền nó kiếm đọt thả ca vót và giấy với tài chặt gì vậy chẳng đôi vót độ kia vót thành chặt cái độ kia đâu và hai cái đọt thả ca vót nó là luôn là đập bơn tiền ra làm bây giờ chun là một dây và là để cho luôn mà nòng vót từng con nó cứ miên một lực nòng chi vật nhóm hai cái miên là một lực nòng có hiệu cụ thì muốn máu hay chẳng nhưng mà bạch trăm đi vót một chạy chun là phụ mai bằng ô lại bàn ăn tết còn là ở đằng thà lôi nít cứ nhầm đọt màu bị thạch ca bọc bột và sang vật công đạch và để nơi sau khi phơi tục tức chúng luôn là pì rồi á bông và pì rồi chiêng hay chăng nếu bông ôn còn là ban lư chăng đấy còn tay ở ban lư thà đồng nông xây xây đặt đường đặt y nông xây xây nơi còi nít cứ mình tuần ban chuẩn bị chun tập phụ mai bông ôn còn cần hạt cho và đời sạt ca nghĩ nhầm thừa này còn này ở đây sân và chẳng có một cái bậc căn mùi trong ba của nhóm gồm người ca cũng mới xuống đất của mai mong muốn là miền ca đem tiết mùi nhóm luôn trong tất cổ hoặc miền bàn phương liêm liêm và bóng phút bóng tạ quật rú lên rồi sao quật quật phơ ta tịnh tui tứ nhóm đó về là nhóm thơ thông về tứ riêng là vô nhự tịnh và chẳng là trong cái đó đi lục dây miền tiệm bánh ấy là mấy chút phô tạo đó sọc rõ chôn dương đại bàn ông Thom chỉ tham ca là bây chung từ đó là chôn cha chỉ riêng đấy đồng giấy bà chung po đó chặt chừng người nào có thể theo rằng a số mọi từ tôi mẹ sao bị nhom để chung po chứ sao lại chung số mọi ban chụp chi chi chừng nè nè mẹ thật đau cực từ khi được ở mọi tới đây sao thấy số bao phụ nông thể thắng ô xin rồi rong chậm ra cao về cung thì chạy chung được thực ăn cung chay ở bò đầm mây nè thực này của vợ thì mà đẹp mới chui nè sống ở mùi mùi là to sọc chậm ra sọc thiệp là hay chung coi
bàn chơi mà lên phim rập phong thành một nhóm bàn khơi một ấy chẳng đấy thì là một mùi mùi được ở đây không quan làm vô màu đang xong ôi mùi miền chi chẳng nghe nè mẹ thật râu cục tư tư được ở xong ôi mùi bàn sắc của phép lo bò bố đô đây na vầy vầy bàn xong ra chẳng o xong ôi chun cô mùi sắc ôi chúng tông xong ra tàu nam mà na ôi sắc ôi sắc xong ra nó ngắc cục lên ôi miền ấy sao ấy sắc phép lo tiết bà xa thu xa thu lùi dây bàn bạn chỉ trong cái đó đi trong bạn là vốt của tôm thay ông nó côn từ đó ông ri ba hay là cái đầu chia năng sập rồi chôn để nhà tạm ca tạm chia ông lôn niệm minh văn ba được ông tu để còn nó vô tạm ca để bỏ vật nông đai ba để sau thì ca sang xong tục tất đó nè ba năng ấy trong cái đó trong bạn từng học đi cái tôm chun bôn từ đó là sau đó chôn tổng o chôn ba đại ban ôp thom được tham gia chôn từ đó lục dây ba xôm chôn ban xôm chôn mẹ paul sau paul bôn lên tổng o ba chôn từ đó lục ôm lục pu lục minh ba đại ban chôn đồng ôp thom đi xôm lục pu lục minh từ tu ban phật tử phật tăng buôn bậc ca cư ở chùa văn nạp sắc khai văn lạc cầm bay khliên khliên lao ba chẳng trong cái đó đi nhưng mà đã vốt xôm o côn năng xôm cụp lìa ba bà nhóm bụt tạ có xôm ở côn xôm rụp lia đây bà nhóm bà tờ bụt tui có xôm khăn tay ở phía tốt vô hờ rồi càng dưới đây là đồng nền bạc quân tờ tâm phục mai bóng ôn chân chắc chân nuôi một cái bụt tê bà tờ anh chân của bàn thuật ca xôm rạch chất đỏ chân nuôi đời ạ nằm màu mặt tui nãy có xôm chia sai phong phục mai bóng ôn vô hờ cả thuốc bôn nít màn mên thuốc bôn cách chăm tờ nơi vô tê bà mà nước cùng đã ọt khuyến cu nà tờ đỏ chùi mà nước ọt khuyến khắc bà cuộc vật ắt vật na đi chẳng thử bằng ngày nay các bạn nó vật bà nâng ấy chẳng có sông khăn tay phải tô hay trong bàn thì trong cõi và chun ô chun chơi từ đó phục mai bằng ô nông đan nhờ để cho tam đan channel YouTube group channel thằng off mặt hai channel bằng vật bằng tạ bằng mấy câu hay mình chặt chấm nuôi thằng off để open thom chấm nuôi để chui thả cá cháy co sang cái lạnh xây xây rồi cái phơi cái lạnh xây xây tôi chỉ sập rồi chun xây xây mau bị cái lạnh xây xây kia bạn cứ chun ơi cần học cái chụp phô chụp chơi chụp sợi dây xuống đây nâng sốc thêm luôn công công cô xa cũng ơi cần chuyện nà nà tới cũng sọt đôi đục dây đôi chuyện nhông đôi chạy chẳng nát đôi dây và này và này và trong cõi đích trong admin ai chân tết trong ba của tôi có sống học quân nâng sống cọc chỉ điệp phụ mai bằng phô nâng nằm đánh cùng YouTube cọc chỉ nền bạn sống học quân nâng sống chỉ điệp điệp bạn học quân chân បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ